minh của quý chư tôn đức tăng ni, quý vị đại biểu, khách quý chuẩn bị tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên và thành tâm hướng về với ban tổ chức, hướng về mười phương chư Phật để cho chương trình của chúng ta được diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Xin trân trọng cảm ơn.